chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới. Và video lần này sẽ là một video Shopee haul. Chắc hẳn là các bạn đã đang rất mong đợi video này rồi. Tại vì Tiên thật sự là rất muốn làm cho mọi người. Và hôm nay đã mua hết cái đống đồ Shopee ở trên đây. Và để giới thiệu cho mọi người những cái món đồ mà Tiên mua được trong Shopee lần này nha. Ok, bắt đầu với video thôi. Đây là những sản phẩm giá thành cực kỳ dễ mua luôn á mọi người. Thật sự Tiên không nghĩ là Tiên có thể mua những cái sản phẩm này trên Shopee với giá như thế này luôn, cho nên Tiên rất là bất ngờ. Và hôm nay sẽ chia sẻ những cái món đồ mà Tiên mua cũng như là chia sẻ những cái cảm nhận của Tiên khi mà mặc lên nha. Let's go. Rồi, bắt đầu với sản phẩm đầu tiên ha. Thì sản phẩm đầu tiên là một cái sản phẩm mà các bạn hỏi Tiên cực kỳ nhiều luôn. Đây là sản phẩm đầu tiên về quần áo mà Tiên mua trên Shopee, chính là cái váy này đây. Đó, thì đây là một cái váy tennis skirt rất là dễ thương. Nói chung là chất lượng thì cũng tạm ổn, chất lượng có quần bên trong nói chung là ổn nha mọi người. Nó hơi bị chỉ, nó hơi rơi một chút, tại vì cái đường may thì nói chung là cũng gọi là ổn. Tiên mua với giá là 105.000 nha mọi người. Thường thường thì Tiên sẽ phối những cái váy này với những cái áo rất là simple. Thì đây cũng là một trong những cái áo mà Tiên mua ở Shopee luôn. Đây, một cái áo tiếp theo mà Tiên mua trên Shopee là cái áo này. Đây là một cái áo có cổ và đằng sau là cột dây ngay lưng hở đằng sau như thế này. Và Tiên sẽ style một cái bộ này cho mọi người xem chung với nhau. Thường thì Tiên sẽ style những cái bộ này chung với lại những đôi giày sneaker nhìn rất là năng động, cho những bạn kiểu soft girl hay thích mặc đồ như thế này. Thì Tiên hay style các cái áo simple như thế này với những đôi giày sneakers. Thì cái áo này Tiên mua với giá là 85.000 mọi người. Wow, xuất sắc. Đối với chất lượng vải thì Tiên nghĩ là 85.000 hoàn toàn rất là phù hợp. Nó hơi mỏng so với Tiên cả, nhưng mà Tiên thấy là 85.000 mà có được một cái áo như thế này thì quá là tuyệt vời rồi mọi người. Xuất sắc. Rồi, tiếp theo là một cái đầm. Tiên mua cái đầm này đây. Tiên sẽ mặc lên cho mọi người xem. Thì đằng sau nó sẽ là cột dây, dây vợ rất là dài. Cột dây. Và đằng trước thì nó sẽ bồng bềnh như thế này. Nó có múc ngực nha mọi người nha. Thì Tiên mua cái đầm này với giá là 150.000. Wow. Nhưng mà thật sự nếu mà đối với 150.000 mà Tiên sờ chất vải ngay đây và có múc ngực như thế này thì đây là một cái giá hoàn toàn rất là phù hợp luôn. Vải rất là dày dặn, rất là ok. Có thun, nói chung là ổn nha mọi người. Đây là một cái sản phẩm 8/10. 8/9/10 so với giá thành 150.000 thì yes, rất là ổn nha mọi người nha. Tất cả những sản phẩm ngày hôm nay mà Tiên mặc lên và Tiên show với mọi người, Tiên sẽ để tất cả các link ở phía dưới cho mọi người tham khảo nha. Tiếp theo là một cái áo crop top màu xanh. Áo crop top màu xanh này Tiên nhớ không lầm thì giá thành của nó thật sự rất rẻ nha mọi người. 60.000. Đây, một cái áo 60.000 thì vải, đối với Tiên thì cái vải này nó khá là mỏng, có thể nhìn xuyên thấu. Nhưng mà nói chung là đối với 60.000 thì khá là ok. Đường may này nọ cũng ổn, không có bị những cái chỉ dư. Những crop top như thế này thì thường thì Tiên sẽ phối những cái chân váy ôm màu đen hoặc là những cái quần như thế này. Đây cũng là một cái quần mà Tiên mua ở trên Shopee luôn mọi người. Thì Tiên sẽ mặc nguyên một cái full bộ này trong bây giờ luôn để cho mọi người thấy được cái cách mà Tiên style nha. Thì đây cũng là một cái style khá là dễ dàng thôi. Rất là simple. Thường thường thì các bạn sẽ đeo những một cái bag mà shoulder bag ngay đây nè. Dạo này rất là trend. Cái quần này thì Tiên mua với giá là 80.000 nha mọi người. Tiên vẫn còn rất là bất ngờ đối với những cái giá thành mà Tiên có thể mua được ở trên Shopee. Thật sự là đối với cái chất lượng như thế này mà giá thành như thế này thì các bạn có thể mua được rất là nhiều sản phẩm ở trên Shopee luôn á mọi người. Thì đây là một cái set này, các bạn có thể mặc cái quần này với rất là nhiều occasion. Cái quần này Tiên không nghĩ là Tiên mua mà nó vừa y như cái eo của Tiên luôn. Nhưng mà nó vừa, rất là vừa luôn. Thường Tiên sẽ phối những cái áo quần như thế này với những đôi sneakers hoặc là những đôi giày cao gót màu đen để cho tôn dáng hơn một chút. Sản phẩm tiếp theo mà Tiên mua được là một chiếc đầm khá là, nhìn nó khá là bánh bèo, hở vai như thế này. Có những cái đầm dài như thế này. Thì đây chắc là một cái sản phẩm mà Tiên khá là thất vọng khi mà cầm tới. Thứ nhất là về chất vải thì Tiên không thích những cái chất vải như thế này. Vì nó là những chất vải co giãn và nó rất là dễ thấy xuyên thấu. Các bạn không mặc những cái quần bên trong mà dễ lộ là các bạn sẽ rất là dễ thấy
Cho nên là những cái váy này các bạn mặc, các bạn phải rất là cẩn thận, phải mua những cái váy, những cái quần bên trong mà màu trắng hoặc là màu kem và không có viền, thì sau đó mặc cái này nó sẽ không có bị lộ. Nhưng mà đây khi mà Tiên mặc lên thì phần trên nó hơi bị rộng cho nên rất là dễ mà bị tụt xuống. Cái đầm này thì Tiên mua với giá là 90.000 thôi mọi người, nhưng mà nó cũng có múc ngực luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn, Tiên nghĩ là nếu mà size các bạn ví dụ size S thì nên mua cái đầm này XS hoặc là nhỏ hơn một size thì nó sẽ fit hơn, vì cái đầm này Tiên mặc nó hơi bị rộng ở phía dưới cho nên là Tiên cũng không có ưng lắm. Chấm điểm chắc 4/5/10 hồi. Cái đầm sang trọng như thế này sẽ mặc cái cao gót màu đen, màu trắng hoặc là màu đỏ đều được cả. Tiếp đến sẽ là một cái áo. Thì cái áo này á, Tiên thấy trên Instagram của Lisa Blackpink có mặc, Tiên mới mua thử. Tại vì khi mà các bạn mặc lên nó nhìn trông rất là xinh, nhưng mà khi Tiên mua về nó không có giống như vậy mọi người ơi. Nó hoàn toàn khác luôn đó. Nghĩa là ở đây nó có mấy cái vân đằng trước nha mọi người. Ở đây không có. Không hề có. Trời ơi, cái áo của tôi mua về em không có là sao? Cái áo này Tiên mua với giá là 90.000, nhưng nó không như hình mọi người à. Mặc lên thì khá là ổn, nhưng mà vải này thì no. No nha mọi người. A big no for me. Quá là mỏng. Thứ nhất quá mỏng, thứ hai là chất lượng không có được tốt mọi người. Tôi buồn quá. Lừa dối tôi. Tiếp tục là một cái đầm khá là sexy, nhưng mà mang lại cho các bạn đây là cái đầm đó Tiên mua, Tiên rất là thích luôn á. Đối với chất lượng mà đối với giá thành như thế này thì Tiên cảm thấy đây là một cái đầm rất là ổn nha mọi người. Cái đầm này Tiên mua với giá là 145.000 thôi. Sờ vô vải thì ok, bóng, mượt. Tiên nghĩ là vải phi bóng chứ không phải vải lụa đâu. Đây là vải phi bóng satin. Tiên mặc lên thì khá là ổn, ôm sát người, ở trên cũng ôm cái phần này, tạo cho mọi người có một cái dáng rất là đẹp. Tiên thấy là okay. Yeah, Tiên sẽ mang với lại, thường thường sẽ mang sneaker hoặc là Tiên sẽ mang với những cái đôi cao gót rất là ổn áp. Ổn áp lắm mọi người à. Thì đó là những cái sản phẩm mà Tiên đã mua được ở Shopee Haul lần này. Và lần này thì Tiên sẽ giveaway cho mọi người. Nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi Tiên chưa có làm một cái giveaway nào cả. Và cũng như là một lời cảm ơn các bạn trong năm 2020 đã ủng hộ Tiên rất rất là nhiều. Thể lệ tham gia của cái giveaway này thì Tiên sẽ thông báo sau khi mà Tiên sẽ nói những cái gì mà các bạn được tặng nha. Bắt đầu với những cái sản phẩm make up trên tay Tiên đây. Rất rất là nhiều mọi người. Đây, và Tiên sẽ giveaway cho mọi người nha. Đầu tiên là Tiên sẽ giveaway một cây son của Peripera. Cái thứ hai sẽ là ba cây son của Roman, rất rất là xinh, những cái dòng mà Tiên rất là hay sử dụng luôn. Tiếp theo là hai cây son đến từ nhãn hàng Apeel. Apeel là một cái nhãn hàng rất rất là cute. Tiếp tục là một cái son của Perry nữa, có nghĩa là hai cây son của Perry nha mọi người. Một số 1 và một số 2 in serum stick. Đây. Rồi, tiếp đến sẽ là một cái chì kẻ mắt của Lily Barrett. Đây là một cái sản phẩm rất rất là nổi tiếng của nhãn hàng này. Tiếp đến sẽ là một cái vitamin drop của Claire's, một sản phẩm thần thánh của Claire's. Tiếp đến là một cái tone up cream của Cleo. Và cuối cùng cho sản phẩm tóc thì Tiên sẽ giveaway một chai dầu gội đầu của La Mộc. Đây là một nhãn hàng đến từ Việt Nam và có chiết xuất từ bồ kết cho nên là rất là dịu nhẹ cho mái tóc của các bạn và giúp phục hồi tóc của bạn khá là tốt đó. Tiếp đến thì sẽ không thiếu sản phẩm từ hai cái brand của Tiên. Đầu tiên là No Control, Tiên sẽ tặng các bạn một cái áo tay dài Ride or Die, trị giá là 540.000. Và tiếp theo sẽ là một chiếc đầm của Her Story. Đây là một chiếc đầm rosy dress rất là xinh với giá là 650.000. Đó, thì tổng cộng những cái sản phẩm ngày hôm nay Tiên giúp mọi người có giá trị lên đến gần 5 triệu. 5 triệu, hơn 5 triệu gì đó mọi người. Nói chung là rất là giá trị. Thì thể lệ tham gia cái giveaway này rất rất là đơn giản ha. Đầu tiên là mọi người nhớ phải follow Tiên ở trên Instagram nè. Cái thứ hai là follow Her Story cùng với No Control trên Instagram. Tiên sẽ link tất cả những gì các bạn có thể follow tại đây ha. Và bước cuối cùng rất là đơn giản, thì các bạn comment cho Tiên ở bên dưới
biết được là mục tiêu trong năm 2021 của các bạn là gì. Và các bạn hãy nhớ để Instagram của bạn ngay ở phía dưới cái phần mục tiêu để Tiên có thể kiếm được các bạn. Và một bạn may mắn nhất sẽ nhận được tất cả các phần quà ngày hôm nay của Tiên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video lần này. Các bạn có thể share cái video này ở trên story của các bạn để cho nhiều người biết đến và tham gia hơn cái chương trình giveaway lần này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye, good luck.